Trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài ATN. Kính thưa quý vị, hôm nay là một chương trình đặc biệt. Quý vị thấy trên đài truyền hình có chúng tôi và Thượng Thích Quyền Việt. Không phải là chương trình góc nhìn tôn giáo, nhưng mà góc nhìn về một hòn đảo xa xôi, Gion. Nơi đó có những anh hùng dân tộc, có những giọt nước mắt tha hương mà từ đó là lãnh đạo tôn giáo gắn liền với dân tộc và đất nước. Nên hai giai của chúng tôi có đạo Pháp và dân tộc. Hôm nay có những thành viên trong Quốc Dân Đảng, những hậu duệ đã nhớ tới những lời nguyện của Tổ quốc ghi ơn. Hôm nay đã đến đây để nói lên lời của những người đi trước và réo gọi những người thế hệ mai sau. Những gì mà tiền nhân đã cho chúng ta và ngày hôm nay chúng ta có được, và những cái thế hệ trẻ hãy nhìn những cái gương đó để đứng lên cho đất nước và dân tộc, nhất là cho toàn diện lãnh thổ ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay đặc biệt có Hòa Thượng Thích Quyền Việt, anh bác sĩ Nguyễn Như Phúc và anh kỹ sư Lê Thành Nhân. Trân trọng kính chào quý khán giả và kính mời Hòa Thượng cũng như chư quý vị gửi lời chào đến quý khán giả của đài. Tôi là Hòa Thượng Thích Quyền Việt, xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương khán giả của đài Sài Gòn Network TV. Kính chào cư sĩ Nguyễn Dũng, điều hợp chương trình. Kính chào anh Lê Thành Nhân. Kính chào bác sĩ Nguyễn Ngọc Trạng. Dạ, kính mời anh bác sĩ. Thưa con kính chào Hòa Thượng, kính chào cư sĩ Nguyễn Dũng, kính chào anh Lê Thành Nhân. Kính chào quý vị khán thính giả, tôi là Nguyễn Như Phúc. Thế danh là Nguyễn Ngọc Trản, hiện ở tại Houston. Tôi có được cái vinh dự tham dự trong cái chuyến đi, cho nên là lần này được trình bày với quý vị. Kính mời. Kính chào tất cả quý khán thính giả của đài SCN. Kính thưa bạch thầy Viện Việt và thưa anh sĩ Nguyễn Anh Dũng và chào anh Trạng. Tôi là Lê Thành Nhân, hôm nay cùng chung với quý vị để nói về chuyến đi VN ở Nam Mỹ. Kính thưa quý vị, khi quý vị vừa nghe anh kỹ sư Lê Thành Nhân nói về chuyến đi Gion, kính thưa quý vị, nó có một sự trùng hợp mà quý vị sẽ thấy. Cái chữ Gion đó chúng ta trại hơn chút xíu nữa là ghi ơn. Ghi ơn một cái nơi mà dùng xa xôi, nơi bờ biển của Đại Tây Dương. Nơi đó có những dòng máu anh hùng trải dài qua 88 năm. Những con cháu của thế hệ đó muốn tìm hiểu biết về cội nguồn dân tộc. Những hạt giống đã sinh sôi nảy nở nơi vùng đó, ngày bây giờ tiếng vọng từ nơi đó muốn biết về Việt Nam mà không biết réo gọi nơi đâu. Chúng ta có dịp may mắn là nhị vị anh bác sĩ Nguyễn Như Phúc cũng như anh kỹ sư Lê Thành Nhân có dịp đã đi qua cái vùng đất nhiệm màu đó, nơi đó của những người anh hùng, những ngôi mộ đã được chôn nơi đó, những cái mắm nấm mồ quan, nhưng mà không được những người của thế hệ sau chúng ta nhắc nhở đến, mà quý vị thường có gọi là gốc khuất của lịch sử. Trong những cái chương trình mà nhị vị đã đi qua, chắc hẳn quý vị cũng có nhiều tâm sự, có đốt những cái nén hương thật sự và những nén hương lòng. Và đồng hương ngày hôm nay muốn biết vùng xa xôi đó là ở nơi đâu, vùng xa xôi đó vì sao có những người Việt Nam mà có hướng vọng về quê hương dân tộc, và nếu mà có muốn đi đến những vùng đó thì muốn biết là cái vị trí như thế nào, thì như vậy đã biết được, mà kính mời anh kỹ sư Lê Thành Nhân trình bày để cho quý đồng hương được tường. Vâng, cảm ơn cư sĩ Vũ Anh Dũng, Nguyễn Anh Dũng xin lỗi. Thưa kính thưa bạch hòa thượng và thưa quý khán thính giả đài SCN, có lẽ rằng là quý vị rất xa lạ với cái tên Guian Nam Mỹ. Đó là cái vùng đất cuối cùng của cái dải Amazon, mà dải Amazon nó rất là lớn. Nó nằm từ Brazil, Colombia xuống Argentina, và diện tích của nó tới 5,5 triệu cây số vuông. Thì cái Guian này ngày xưa là một thuộc địa của Pháp, nó nằm ở cuối cùng của cái dải rằng Amazon, và nơi đó có những cái cánh rừng nó gọi là rừng Inini, và hiện nay những cánh rừng đó vẫn phủ khắp
cái Đức Cây Giang. Và Cây Giang là hiện nay là một tỉnh của ngoài nước Pháp nhưng mà thuộc nước Pháp và có thủ phủ là tên là Cây Giang. Thì cái vùng Đức Guyen đó, đó chúng ta đi vào đó thì vẫn thấy những cái rừng rất là hoang sơ. Thế mà cách đây vào năm 1931 có những người anh hùng dân tộc của Việt Nam đã nổi lên chống Pháp thuộc tất cả các phong trào kháng chiến chống Pháp, như là người của cụ Hoàng Hóa Thám, ở Trung Nam thì người của cụ Thủ Khoa Huân, và đặc biệt là trong cuộc tổng khởi nghĩa của Việt Nam trên đảng mai 10 tháng 2 thì có rất nhiều thanh niên yêu nước trẻ đã bị lưu đày, khổ sai lưu đày biệt xứ đến rừng Guyen Nam Mỹ năm 1931, và họ đã sống, họ đã chết ở nơi đó và không bao giờ trở lại quê hương Việt Nam. Thế nhưng mà cái lịch sử Việt Nam nó trong những cái chặng dài của lịch sử là chiến tranh triền miên, cho nên tất cả đời thì đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa chỉ lo cho công việc chiến tranh mà quên đi những người yêu nước này. Và sau này khi chúng ta ra hải ngoại thì chúng ta khám phá được những người yêu nước này, và chúng tôi đã đi tới đó để dựng bia tượng niệm tất cả các linh vị này. Thì đó là cái vùng Đức Guyen Nam Mỹ, là cái vùng đất mà thuộc về Haiti rồi Venezuela nhìn xuống. Vâng, thưa anh. Dạ, cảm ơn kỹ sư Đình Nhân. Thưa Hòa Thượng Thích Huyền Biệt, sự lẫy lừng ở trong triều đại nhà Lý, Phật giáo đã tạo lên những kỳ tích. Cũng được biết rằng ở nơi cái vùng xa xôi hẻo lánh Gion này, nó có đặc biệt một cái ngôi chùa và là chùa Mộ Cột. Dạ. Đối với Hòa Thượng, đạo Pháp và dân tộc gắn liền với Phật giáo, chúng ta thấy rằng Ngài Lý Long Tường từ ở thời buổi Đức mà đi ở qua Đại Hàn thì có một cái hòn, một cái nơi là hòn Vọng Quốc. Dạ. Thì ngày hôm nay đối với những người chiến sĩ đã biệt đài xa xứ, thì đối với Hòa Thượng có những cái tâm tình gì trải rộng ra trong tấm lòng của một tăng sĩ và một người công dân yêu nước, và đặc biệt là có những cái sự gắn bó với những người chiến sĩ của Quốc dân đảng. Kính mời Hòa Thượng. Cảm ơn kỹ sĩ Nguyễn Anh Dũng điều họp. Kính thưa kỹ sĩ Lê Thịnh Nhân, kính thưa bác sĩ Nguyễn Ngọc Trãng, thưa toàn thể quý vị đồng hương khán thính giả của Đài Sài Gòn Network TV. Thật sự ra cái sự yêu nước á, là nó nằm trong dòng máu của mỗi người của chúng ta, bất kể người đó là có tôn giáo hay không có tôn giáo. Vì đó là nó hun đúc lên bởi hồn thiên sông núi, bởi dòng sữa mẹ, bởi tinh thần gìn giữ quê cha đất tổ, và đồng thời chống ngoại xâm của cha ông của chúng ta dạy khi chúng ta mới chào đời. Và đặc biệt nữa là một người tin Phật á, thì đối với đạo Phật là cái đạo trước hết là cái sự thờ cha cúng kính mẹ, được cái đạo hiếu. Và cái đạo hiếu đó được Phật giáo đi vào lịch sử của Việt Nam hơn 2000 năm qua, cũng đã làm cho cái đạo hiếu đó được tăng trưởng, và đồng thời kết hợp luôn cả đạo hiếu và cái đạo giác ngộ giải thoát, thi ăn và báo ăn. Do vậy đối với một người bình thường, một người công dân, dù đó là cái người tin Phật hay không tin Phật, cái tinh thần yêu nước đó là nó nằm trong dòng máu của chúng ta. Và đặc biệt là cái người tin Phật và là một nhà sư thì luôn luôn lúc nào cũng cái lòng yêu nước vẫn canh cánh trong lòng. Vì trước khi mình làm tăng sĩ hay là cái gì đó thì mình là cái người công dân, và chẳng phải là một người công dân và là công dân của đất nước mình, nơi mình sinh ra. Cho nên dù là cái các vị đó là ở dân giả hay là vương quyền hay là tu sĩ hay là cư sĩ, tất cả đều có chung một cái huyết thống yêu nước, bảo vệ đất nước và chống ngoại xâm. Thì cho nên cái khi mà gặp các vị này, thưa cư sĩ, khi gặp các vị này mà đi chuyến đi thứ hai thứ ba gì về rồi truyền nói lại cho mình nghe, thì mình cảm thấy nó sao đâu, nghĩa là mình muốn là cuộc đời của mình lúc nào đó mình phải đi một lần. Thì được khi hôm nay dịp ngồi cùng chung để thảo luận, mà cư sĩ điều họp cũng như cư sĩ Nguyễn Thành Nhân, bác sĩ Ngọc Trạng chia sẻ cho chúng ta, và tôi ngồi đây mà tôi cũng lắng nghe nữa, và tôi đã nghe rồi và tôi cũng muốn nghe nữa. Và cái là mong muốn làm sao mà cuộc đời của mình có lần mình bước chân tới đó, chắc chắn là mình sẽ tiếp nhận được cái hùng khí, cái bi hùng, cái thương đau của một người bị yêu nước mà bị lưu đày, và chẳng vậy nó gọi là quên lãng theo thời gian. Và hôm nay là tình cờ là chúng ta là có dịp gặp lại. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng vừa trải lòng của một tăng sĩ đối với đất nước và dân tộc. Thưa anh bác sĩ Trảng,
là một Phật tử, anh cũng có duyên lành với lại Phật pháp và đối với lại chúng sanh, và cũng gắn liền với lại những cái sự đấu tranh của dân tộc. Người ta nói rằng mình nghe không bằng thấy, mà thấy không bằng đặt chân đến nơi đó. Gion, một cái vùng đất mà những cái chuyện tình của những người tù biệt xứ rất là cảm động. Những cái hạt giống mà chúng tôi được biết được mà các anh về kể, bầu, bí, những cái hạt giống mà những nơi vùng Gion không có, mà những người dòng máu anh hùng chúng ta lấy máu ươn xuống để vươn lên những cái hạt giống, những trái mà bầu bí, những cái nơi trái đó là của đất nước Việt Nam. Nhìn những cái trái đó để nhớ về dân tộc, để nhớ về những cái đau khổ của đất nước của chúng ta, của mà trong cái thời kỳ mà kháng chiến chống Pháp. Quý anh đã có dịp đặt chân đến đó, chắc tôi nghĩ rằng khi quý anh đứng lên những cái chuồng cọp, đứng lên trước những cái di tích của những anh hùng dân tộc, chắc các anh cũng phải ngậm ngùi. Thì trong cái sự ngậm ngùi đó và những cái sự cảm nhận đó, trong cái những cái giây phút mà nước mắt mình muốn rơi đó, thì ngày hôm nay đối với khán thính giả và đồng hương chúng ta, kính mời anh có những cái sự cảm nhận như thế nào trong những giây phút mà mũi lòng đối với lại cái những người yêu nước của chúng ta. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa hòa thượng, kính thưa cư sĩ, thưa anh. Thật ra thì tôi đã trải qua những đời sống trong quân đội, đã trải qua quân đội Cộng hòa Việt Nam, tôi đã trải qua những thời gian tù cải tạo, tôi đã chứng kiến những người ôm mình tự sát chết trong trại cải tạo nằm ngay bên cạnh tôi. Thì cái những điều đó đó, lúc đó nó cũng chỉ có một chút cảm xúc thôi, một chút thôi, chứ không nhiều. Nhưng mà quả thật là khi đặt chân đến vùng Guyan này, thì cho đến bây giờ lòng vẫn xúc cảm, bi hùng vô cùng, mà không thể nào diễn tả được. Mỗi lần mà chúng tôi nghĩ đến hoặc là nhắc đến hoặc là xem đến những hình ảnh, khi chúng tôi trình bày với Hòa Thượng, với Ban Nội Chỉ Tam Bảo của Chùa Liên Hoa để xin đặt cái linh vị ở đó, thì trong ngày đó cũng có cư sĩ Nguyễn Anh Dũng đến. Anh em chúng tôi khắp nơi về, thì cái cảm giác là cảm xúc của chúng tôi là gì? Đặt chân đến đó, sự bi hùng, phẫn nộ và cảm giác lạ lắm, là cảm giác linh thiêng. Tôi không biết diễn tả như thế nào để quý khán giả và quý Hòa Thượng và cư sĩ cùng quý anh nhận được, biết được cái cảm xúc lúc bây giờ. Nó linh thiêng đến cái mức mà không còn khóc nữa. Nhìn tất cả chung quanh, đi phi cơ thì không có gì lạ, đi máy bay cũng không có gì lạ, rồi đi xuống đến nơi nhìn thấy sự nghèo khó của dân, nhìn thấy rừng già, nhìn thấy biển xanh bát ngát, không có gì lạ. Nhưng đến khi bước vào tới khu vực đó, một cảm giác rờn rợn, linh thiêng, hào hùng tự nhiên ập đến, tự nhiên, rất tự nhiên ập đến cho tất cả chúng tôi, trong đó có tôi. Xin hết. Cảm ơn bác sĩ Trạng. Thưa anh kỹ sư Lương Thành Nhân, mọi chuyện đều có cái nhân duyên. Quý anh là những người mà đã theo dấu chân của 13 vị anh hùng ở Yên Bái. Người ta gọi rằng đất nước Việt Nam có hồn thiêng sông núi. Chắc hẳn rằng hồn tử sĩ của các vị anh hùng, anh linh đó luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ, hộ trì
cho những cái thế hệ mai sau được có những cái tấm lòng và có những cái duyên lành để làm sao để tìm lại được những cội nguồn của dân tộc, những dòng máu anh hùng, những giọt nước mắt của hậu duệ của những anh hùng dân tộc đó còn ở nơi những vùng đất xa xôi muốn tìm cội nguồn nhưng chưa có được ai. Có thể trong những cái tư tưởng về tâm linh và những cái hồn thiêng sông núi của đất nước dân tộc ta đã thôi thúc các anh. Thì trong cái chương trình này thì kính mời anh cho biết cái nguyên do nào và cái thời buổi lúc cái duyên nào mà anh có thể khám phá được các cái nơi mà trên 500 vị chiến sĩ yêu nước mà bị giam cầm nơi đây, và từ đó anh có cái phát tâm gì để cho những cái chương trình tới trên cái làng chương trình TV này để Quý Đồng Hương được tường, và từ đó để Quý Đồng Hương có những cái sự hỗ trợ hoặc có những cái công chuyện nào mà các anh cần tới để cho cả Đồng Hương cảm nhận được cái tâm tình đó mà giúp đỡ cho chúng ta trên cái bước đường khôi phục quê hương. Dạ, kính mời anh. Vâng, cảm ơn cư sĩ Nguyễn Anh Dũng, thưa Hòa Thượng Nguyễn Việt, thưa anh Trạng và thưa tất cả quý khán thính giả của đài SCN. Thực ra đây là một góc khuất của lịch sử mà nói như cư sĩ Vũ Anh Dũng, nếu chúng ta không có cơ duyên thì chúng ta không thể nào gặp nhau được. Thứ nhất là trong cái cuốn lịch sử đấu tranh cần đài của cụ Hoàng Văn Đào có một chương rất nhỏ nói về những người tù Guyen. Nhưng mà thực tế thì khi ai đọc qua cái đó, người ta cũng không mường tượng rằng cái rừng Amazon là cái gì và Guyen là cái gì nữa. Cho đến thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa thì như tôi đã trình bày là bởi vì chiến tranh nó tàn khốc, chúng ta phải lo việc chống cộng là ưu tiên. Cho nên tất cả những cái việc này dù nó lớn thực, nó oai hùng thực, nhưng mà so với việc chống cộng nó vẫn còn nhỏ. Do đó tôi nghĩ rằng thời kỳ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng giống như cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiều đã không có thì giờ để mà lo đến công việc này. Thế đến năm 2009 thì việc nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã có mua một cái phi thuyền của hãng Lockheed. Và lại nhờ cộng sản, lại nhờ chính phủ Pháp ở cái phóng lên ở cái mỏ Kourou. Trong đó đã có một người rất là có lòng, anh ta là một nhà báo Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải là nhà báo của Việt Cộng. Nhưng mà anh tiếng Pháp anh rất là giỏi, cho nên được mời vào dịch ở trong một cái tờ báo nào ở Sài Gòn. Thì anh được xin đi để làm phóng sự này bởi vì tiếng Pháp anh rất giỏi. Thế thì qua đây thì hầu như anh không làm phóng sự này, nhưng mà có một cái linh thiêng nào đó trong gia đình của anh lại đi tìm những người tù này. Thế thì khi về anh viết một cái bài ở trên báo Tuổi Trẻ, thì chúng tôi thấy được bài đó thì chúng tôi quay lại trong cái cuốn lịch sử của Hoàng Văn Đào đó. Chúng tôi bắt đầu khám phá. Thì khám phá đầu tiên đó, chúng tôi không biết những người tù này là ai, có thể là những người tù cộng sản, không đâu biết được. Thế thì công việc đầu tiên là chúng tôi phải cho hai toán đi tiền trạm qua Guyen để mà tìm ra quay phải những người tù này là ai. Bởi vì trong lịch sử Việt Nam như đảng có rất là nhiều người tù bị đẩy đi Côn Đảo, nhưng mà cái chỗ này chưa có nghe tới. Đúng rồi. Thế thì khi có một người phụ nữ, họ rất giỏi, là một thành viên của Việt Nam Nhân Đảng, thì khi họ vào quá bên đó, họ tìm ra được cái thư khố là nơi đó chứa đựng những hồ sơ của những người tù. Thế thì trong đó đó có hai người, là hai anh em đi bên đó, thì họ chụp ra được cái hồ sơ của ông Sư Trạch. Ông Sư Trạch thì ai cũng biết cả, ông Sư Trạch là cần về của người ta học mà có trong lịch sử mà chúng ta đã từng học. Rồi sau đó đó chụp thêm cho tôi được 20 cái hồ sơ nữa, thì trong đó có 4 cái hồ sơ là những người rất là liên hệ, rất là chặt chẽ với cuộc khởi nghĩa của Yên Bái ngày xưa. Thì tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là những người Việt Nam Nhân Đại ở đây rất là đông. Vì vậy cho nên chúng tôi quyết định rằng là nhất định phải đặt ở đây một cái bia tượng niệm cho người anh hùng dân tộc. Thì quả thực là cái con đường đi đó rất là nguy hiểm, và đó là cái thì chúng tôi sau đó thì chúng tôi họp nhau lại nhất định tốn kém bao nhiêu phải đi, bởi vì những người này những người đã bị quên lãng. Những người này là những bị quên lãng với chúng ta. Nhất thiết phải bia đó, thì thưa anh là vào khoảng tháng Giêng năm 2010 thì chúng tôi đúc bia và chúng tôi hoàn thành cái chuyến dựng bia bên đó đầu tiên. Cảm ơn sự trình bày rất rõ ràng của anh kỹ sư Lê Thành Nhân. Kính thưa quý vị, chương trình
góc khuất của lịch sử hay là hòn đảo ghi ơn của chúng tôi xin tạm dừng sau phần thông tin và thương mại.